Hello, em xin chào tất cả mọi người nha. Nay bữa nay em ở trong tiệm em nấu đồ ăn nha mọi người. Đó, đây là cái em có luộc trứng, em có mù trứng, có mù cái này là gì ta? Đậu đũa nha mọi người. Đậu đũa với lại bắp cải này mọi người. Đó, em đang đang hấp nó nha. Đồ em đang luộc nó. Với lại trứng nha. Em sẽ ăn ăn nấu trong tiệm cho mọi người. Đó chỉ có một cái nồi cơm điện thôi. Thật sự mình nấu trong tiệm cũng được nhưng mà mình không có bếp ga cho mọi người. Cái tiệm này nhỏ nó sợ nó hôi mùi nha, cho nên là em chỉ nấu bằng cái nồi cơm điện thôi mọi người. Đó là em đang ngồi xuống rồi mọi người. Đó em sẽ quay cái nồi cơm điện cho mọi người cùng xem nha. Đây đây là cái nồi cơm điện, nói chung là luộc sơ thôi mọi người, bắp cải này luộc sơ thôi. Đó ở đây có trứng nha mọi người, đó đơn giản thôi mọi người, đó mà ăn rất là ngon nha mọi người. Đó trứng luộc chấm xì dầu nha, đây là trứng bị bẻ nha mọi người, không sao đâu nha mọi người. Đó, mình luộc luộc sơ sơ là mình xịt nó nha mọi người. Đó. Nói chung mà đi làm ở Mỹ mà thì có gì ăn nói nha mọi người. Nói chung mà ở nhà có đồ ăn nhưng mà không có mang đi nha mọi người, cho nên thích ăn ở trong tiệm nó ngon hơn nha mọi người. Giờ bây giờ tiếp tục em luộc làm đậu que nha mọi người. Đó. Rồi bây giờ mình chỉ luộc ăn thôi mọi người. Tại vì dạo này em đang đầy nha mọi người. Đậu que rất là tươi luôn mọi người, rất là ngon luôn nha. Đậu que xanh. Với lại em có mua một hộp gà nữa nha. Gà mà ở Mỹ, người ta làm sẵn rồi, mình đem về thì mình chỉ có ăn thôi mọi người. Với lại em làm thêm chút xíu dầu đồ ăn. Không ăn cơm nha. Tối mới ăn cơm, chiều không ăn cơm. Nói chung thì em làm tiệm này á, kế bên nó có bán đồ ăn. Nó cũng bán rất nhiều đồ ăn lắm nhưng mà em thích thì tự làm tự ăn nha. Nó chào ăn rất là ngon luôn nha mọi người. Nói chung là đây là cuốn view này nè. Em rảnh rảnh quá không có gì làm để quay lại luôn lại kỷ niệm nha mọi người. Rồi sơ chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đó, một ngày ở bên Mỹ như thế nào. Đơn giản thôi, sống đơn giản thôi mọi người. Đây, em làm gần xong một vị đậu que nha mọi người. Đây là cái bắp, cải bắp em mời mọi người ăn ăn cùng em miếng nha. Sao đắng đắng ta, bị gà đắng đắng. Đây nha mọi người, em mới đổ rửa sạch xong, bỏ cái đậu đũa vô đây nè. Tại vì cái này là bọt á, không phải là cái gì đâu. Bột của trứng hồi nãy bị bẻ nha mọi người. Đây nè, trứng cũng gần chín rồi. Cái này là của bọt của con trứng nha mọi người đó. Đây là dâu, dâu. Đây là nãy giờ em có mua chuối nè. Đây là cái gà, một nguyên một con gà nha mọi người. Có bán có 9 đồng à, 8 đồng mấy nha. Đó, nguồn con gà nướng luôn nha mọi người. Đó. Nói chung tủ lạnh cũng rất là nhiều đồ ăn nha. Dâu không à, cơm cũng có luôn. Giờ em sang tới đây em lấy cái thau này đựng nước lạnh để bỏ trứng, chấp trứng ra nha mọi người. Đó, cái gì chủ nội. Còn ở ngoài thì không có khách nha. Đó cho nên em mới nấu ăn được thôi mọi người. Mà không có khách là không được nấu ăn nha. Không có thời gian nấu nha. Ai. Giờ em móc cái trứng ra nha mọi người. Giờ chỉ bằng đũa thôi, cứ bằng đũa thôi. Tại vì đâu có trong tiệm đâu có gì đâu. Đó, gấp trứng nè mọi người. Wow, trái. Đó, hồi nãy trứng này bị bẻ nè, hai trái. Ba trái. Yắc. Bốn trái. Đó, giờ em trái. 5. Tại vì cái này em có bỏ muối hột vô nè mọi người. Tại vì tiệm có muối hột nha. Vừa có muối hột, vừa có muối muối đen, muối tiêu đen nha. Đó, chấm này nè. Ui, anh nói trên mạng mà cấp này là chính nha. Em không tin nó gì mà do mình thôi nha mọi người. Đó, em lấy cái tay em đè mạnh cái lại cái tay em không là nó lên nha mọi người. Ồ, đây, lạc loài hả mày. Yắc. Vô. Rồi, mùi hoa ba trứng. Để ngâm chút xíu nha mọi người. Nấu xong nha mọi người. Nói chung là cái này là em chia sẻ cuộc sống bên Mỹ thôi mọi người. Là hai chồng em đi làm. Đó là em sẽ quay lại cái lô này em
để chia sẻ cho mọi người cùng xem thôi. Đây là ghế 5 sao nha mọi người. Đó. Nói chung thì tụi em làm rất là thoải mái nha. Mời mọi người miếng đùi gà nha mọi người. Anh em. Có cái tới... gì chấm gì ta? Có xì dầu mà. Có. Có, trong tủ lạnh. Hay là chấm nước tiêu. Nói chung là gà, cái da gà chắc là ngon rồi, nhưng mà em không ăn da gà nha mọi người. Tại vì em đang đè chút xíu. Mời mọi người ăn đùi gà nha. Nước tiêu rồi. Nước tiêu chà bá lửa. Để đâu ta? Xì dầu, kim su. Chúng ta trong chia sẻ mọi người, chia sẻ bên Mỹ làm công nhân đi làm rồi mọi người. Trứng này. Để bỏ. Bên em đây ẹp. Không ăn cơm. Cái gì mọi người thông cảm này. Tại vì em ăn bóc nha mọi người. Hơi mặn. Gà bị mặn nha. Ăn chung với rau. Thôi vậy. Vô ngon lắm mọi người. Rồi lại cuốn video hai chồng chia sẻ công nhân đi làm ở bên Mỹ nha mọi người. Đó. Cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống hàng ngày cũng là nó nhận như công nhân thôi em. Bởi vì ở đây chủ rất là dễ thương nha, cho nên là em ăn uống quay phim thoải mái không ai nói cho mọi người. Nó kêu chủ vô ăn. Chủ vô ăn mất không, nó không dám lên video em. Mọi người miếng trứng trứng tám muối tiêu, muối tiêu giang mọi người. Đây là hũ muối tiêu giang chặn mọi người đó. Anh đang hả em? Mùi lên nha. Em không ăn lòng đỏ nha, mặc nha mọi người. Bỏ lòng đỏ nha. Ăn một cái. Ăn bắp rất là ngon mọi người. Thôi đi. Đi rồi. Đi rồi. Mua đồ ăn. Ăn bắp. Ăn cơm không? Ăn cơm không? Mặn quá bia, gà mặn quá. Nước. Cái này là xì dầu hết mọi người. Không, không cần xì dầu luôn. Tại vì em có gì mọi người thông cảm em. Thêm lần nữa nha, tại vì em ăn bắp ngon. Tiếp tục trứng thứ hai. Thấy mọi người thấy làm ở Mỹ khổ mọi người. Đó. Đi làm xong mà cái gì cũng tự đương tự tác tự nấu tự ăn nha mọi người. Đó phải là cuộc sống bên Mỹ sướng rồi mọi người, cũng như cuộc sống bình thường thôi. Cũng đi làm xong về tự túc thôi mọi người. Vậy là sướng rồi. Sướng rồi. Anh đã thấy sướng rồi. Thì năm sau nói sướng. Dạ là sướng rồi. Nói chung cũng sướng hơn nhiều chỗ. Khỏe là sướng rồi. Có sức khỏe là sướng. Wow. Đi bê. Trống à. Cái trứng lòng lòng rất là bự luôn mọi người ơi. Wow. Ây, dồi, dài dài dài. Mặn chằn luôn. Chết chưa. Miếng này mới biển mà em đâu mặn đâu. Không à. Cũng nhiều mặn. Em sao phải ăn đùi gà? Wow. Cái vui chủ nổi. Cái này rất là mặn. Thường thường em hay ăn gà chiên nha mọi người. Bữa nay khoai đầy bè. Khoai đầy bè. Mình sẽ mùi chú mùa này bị mặn nha mọi người.
Em nghĩ là chắc lại nó lướng đi nướng lại á. Nó nặng chứ. Không phải. Cà tươi mà, nhìn cũng tươi mà. Quả trứng thứ ba. Cái này trứng trứng đệ, không phải trứng nó gì đó. Trứng gì đó? Trứng luộc. Trứng luộc nhưng mà nó không phải là trứng trứng gà của gà nuôi. Đây là trứng mà trứng thiên nhiên đẻ bình thường nha mọi người. Đó. Ok nhỉ. Đúng rồi, mà trứng gì cho mấy gì? Đó, không quên luôn đúng không? Không quên được. Không quên được gì vậy ta? Không có phải là không có chất bảo quản hả? Chắc là vậy. Trứng thiên nhiên hả? Trứng thiên nhiên đi. Không phải trứng thiên nhiên. Không biết hả? Quên bà. Này biết đi. Em có ăn có thằng cá chứ nhiêu? Cái này cá thứ hai này em chấm cho. Chút xíu thôi nha. Ăn lòng đỏ. Ăn lòng đỏ à? Để em cắn đi. Em bẻ ra. Chắc là muốn ăn lòng đỏ nha, nhưng mà mọi người không. Em sợ mập. Bỏ. Ăn mập mà ăn nhiều có bệnh. Ăn lòng trắng thôi. Ăn nhiều trứng đỏ không tốt nha mọi người. Em toàn là nói chung là em ăn 10 cái trứng là em bỏ cái 6 cái rồi. Em chỉ ăn có 4 cái lòng đỏ thôi nha mọi người. Ăn không không. Nhưng mà ăn 10 cái trứng thì cũng như không. Ngon. Ngon. Mình để tối nay ăn thêm cử nữa mọi người. Hình bá bà chủ đi chắc có dễ thương nha, không có nói thì mọi người nấu ăn trong tiệm bình thường nha. Đó. À, không chỉ cách mọi người luộc trứng bằng nồi cơm điện hả? Khó chứ. Có bài hết nè. Có chỉ chứ. Chỉ cách đồ, em chỉ là xài cái một cái nồi cơm điện 39 đô thôi mọi người. Mà làm rất là nhiều thứ luôn, mà nấu cơm cũng được, hấp cũng được nha mọi người. Luộc rau, luộc trứng. Bữa cơm bữa nay là 22 đô nha. Bữa con gà, trứng. Mấy cái này là cũng khoảng 22 đô nha mọi người, cũng rất là chắc là dễ luôn. Mà ăn tới tối luôn. Ngon. Nhanh nào. Nó ngọt ha. Bắp đuổi này chắc là ngọt luôn mọi người. Mình lên trong tiệm mình đây cũng bắn. Cho nên là mới có thời gian ngồi ăn nha mọi người. Thế gì tụi rồi. Từ em hay con làm mua gà chiên mà không có gà nướng nha. Gà chiên ăn nhiều nó bị ngán mọi người, cho nên đuổi ra cái gà này. Rồi bây giờ